Các con lưu ý cho thầy biết bằng con đường nào để có được cái vốn thăng hoa ấy. Dạ, mời Nhu nào. Em thầy là người đã tiếp xúc với văn hóa nhiều nước, nhiều người trên thế giới, cả phương Đông và phương Tây, và người đã ghé thăm bạn nhiều lần cả, đã thăm các nước châu Phi, châu Á và châu Mỹ, và sống vài ngày ở Pháp và Anh. Thì chúng ta sau thì biết là về cái cách tiếp xúc văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh có gì đặc biệt. Nào, thì mời Phương Anh. Em thầy là trong một đời và đọc cách mạng đầy tương truyền của người. Cảm ơn con. Chúng ta thấy rằng là trong cái cuộc đời hoạt động cách mạng về công chuyên của mình thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa các nước. Ở lớp 8 chúng ta đã được học môn lịch sử, nghe đã nắm được cái kiến thức về con đường hoạt động cách mạng của những thất thành sau năm 1911. Thì con nào cũng thể diễn thành bạn thầy các bạn cùng nghe. Mời con. Thưa thầy, giữa năm 1911 tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn, huyện Tất Thành đã xuống làm phụ bếp cho tàu Đô đốc Lazarevi, một tàu buôn của Pháp, để có cơ hội sang các nước châu Âu. Xem họ làm như thế nào rồi về giúp đồng bào ta cứu nước. Cuộc hành trình đã kéo dài 6 năm, đi qua nhiều nước châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp, ở đây và làm rất nhiều ngày học tập rèn luyện trong quần chúng lao động và giai cấp công nhân Pháp, tham gia hoạt động trong hội những người Việt Nam yêu nước, người viết báo truyền đơn, tranh thủ các buổi diễn đàn, các buổi meeting để tố cáo thực dân và tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam, sống vào hoạt động trong phong trào công nhân Pháp, tiếp cận ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga, tư tưởng của Nguyễn Tất Thành dần vào những chuyển biến. Cảm ơn con. Con rất nóng kiến thức lịch sử lớp 8 để hiểu rõ hơn về con đường tiếp xúc văn hóa đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các con trao đổi tin với chúng em. Ta chỉ lý như vậy. Thank you.
thì đâu là nơi ở cuối cùng của đại tướng tại Paris của Phật Tử Phật Tử còn có cái này và được những người cộng sản trong đảng và khác với pháp và đức giúp đỡ trong những con mắt dò xét và cảnh sát pháp và kẻ có nghi ngờ thiết tha của vật cơ pháp của đất nước nhân cầu hòa được biên giới ở thành phố Phan Rang Tháp Tràm. Sau đó đi đường thủy tới thành phố Petrograd hay thành phố Tết Quân ngày nay và tiếp theo là Moscow. Với mong muốn tìm kiếm cơ hội được gặp Lenin, nhà lãnh đạo cách mạng Nga mà muốn đáp ứng luôn kính trọng nhưng sau đó nay nguyễn ái quốc mới biết rằng Lenin vì mắc trọng bệnh đã qua đời trước đó. Trong thời gian của năm nước Nga từ năm 1923 đến năm 1924, nguyễn ái quốc lấy tên là Lenin và làm việc cho quốc tế cộng sản. Tổ chức này đã cử nguyễn ái quốc vào hoạt động ở khu vực biên giới Trung Quốc Việt Nam dưới sự chỉ huy của tướng Mikhail Gorodin. Thời gian vừa đầu bên cuối tập trung nguyễn ái quốc đã được lập. Thế chúng ta phải xem cái con đường hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1928. Như thế chúng ta thấy rằng trong quá trình hoạt động cách mạng thì Hồ Chí Minh, người đã làm nhiều nghề và học ngoại ngữ đạt đến trình độ cao, nói và viết thành thạo nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, và người lấy đó làm công cụ giao tiếp để học hỏi, tìm hiểu văn hóa nghệ thuật các nước khác đến mức khá yên tâm.